cha bên cha hô tăng cha tu ra si lăng qua ta văn ma ri văn tăng ta si sanh sắp pa si sanh đề thâm pa chế tha nát kha đi ma thu ra tha si la măng pa ri yang ba răng ta si sam mê ta tham mà do vậy bậc thiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều trí giới tự chân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao, và đó vẫn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trí nhân thượng trí thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm làm bạn với bậc thiện hiền đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao, và đó là phổ thờ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú chị Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Thanh Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong chung. Con xin đọc ông bài câu số 208. Tát ma hí thi rành chá banh nhanh chá tá hút xú tầm chá thô rầy há si lăng quá tá hoàn tá ma rí dân tăng tà đi sằng sắp phú rí sằng xú mê thằng bá chê thá nát khát tá tá thằng quá chàn đi mà tan ma hí thì rình cha banh nhanh cha phá hút số tầng cha thì há si lần quá tá hoàn tá mà ta sắp phú rí sằng su mê thằng phá chê tha nát khát tá phá thằng quá chàn bí mà tát ma hí thi rành chá banh nhanh chá phá hút xú tành chá thô rây há si lăng quá tá hoàn tá ma rí danh tăng ta đi sằng sắp phú rí sằng xú mê thằng phá chê tha nát khát tá phá thằng chàm lý mà do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều trì giới bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trí nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm làm bạn với bậc thiện hiền đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, kính mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên và huynh Vách Tha Ná Xích Nhật Quỳnh. Và kính mời huynh nha. Dạ, sa thu lần thầy Xích Tà Cẩm Vân. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Bà con xin được kể kinh pháp cú số 208. Dạ, kính cảm ơn cô Tuệ Duyên, xin rằng đông, xin tái mình, xin nhiệt tình, xin chân đạo cho biết nghe rõ. Tasmahi thiranca panyanca bahusu tanca toraiha silang watawanta mariyang tang tadi sang sapuri sang sumethang pacetha nakhata patang wacandima tasmahi thiranca panyanca bahusu tanca toraiha silang watawanta mariyang tang ta di sang supuri sang sumethang pacetha nakhata patang wa chandima. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều chỉ giới, bậc từ chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Bản dịch của ngài Minh Châu. Chí nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ, giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng tỏ qua miền đầy sao. Bản phổ thơ của ngài giấy Đức Già Nam Mô Phật Thà. Dạ, còn xin được số ít. Dạ, kính mời cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý Phật cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nhân tín nữ. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt Nhập Quỳnh Thái Minh Trần Đạo. Chị đã biết nghe rõ. Nhà bây giờ tự nhiên xin kể về kinh pháp cú số 208. Và cảm ơn Quỳnh và Thanh Á. Tasma hi ti ranh cha bệnh nhanh cha bao su tanh cha tô re si lăng quá tawan tamariyam tang tati sangsap budisang sumethang vacetana kata batang vacandima tasma nhanh cha bệnh nhanh cha bao su tanh cha thô rê a si lăng hoa ta quan tam ma ri yang tăng ta đi sang sắp bồ đi sang su mê thăng phát chế tha năng kha ta ba thăng qua trần đi ma. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hạ gần gũi thân cận thiện nhân giả ấy như trăng theo đường xa. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự nhiên không có thấy bản dịch của ngài Giá Đức. Dạ, bây giờ kính mời Xích Ngọc Quỳnh. Dạ, sa thú tha sứ, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng.
Dạ, Nhật Bình kính lạy quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên Vinh Vát Tha Ná, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, Cẩm Vân, cô em mình. Dạ, Xích Tâm Phương đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ con ôn học bài mới là câu khúc cú kinh số 209. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh. Dạ, kính cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná. Quên Nhật Quỳnh té cái đùng nên quên Quỳnh Quá Tha Ná cũng có lên kệ mà Nhật Quỳnh không. Cảm ơn, đừng buồn Nhật Quỳnh ha, Quỳnh Quá Tha Ná ha. Dạ, té cái đùng cái là mất tiêu hết và giống như là mình trúng cả bài luôn đó. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Tha giá, nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trò hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lộc gia ngày về dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 209. Dạ, sa thú lành thai, con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Còn xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị. Qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 209. Và câu kệ này cũng là câu kệ đầu tiên trong phẩm hỷ ái bí giác quốc giác. Vậy thì như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa của mình. Ác vô ghê Yun chát mắt ta năng, á vô ghê Yun chát mắt ta năng, á vô ghê Yun chát mắt ta năng, vô gắt minh chát á vô chát năng, vô gắt minh chát á vô chát năng, vô gắt minh chát á vô chát năng.
Ác thăng hí tho, dạ xin lỗi vị, ác thăng hí to bí dắt ga hi, ác thăng hí to bí dắt ga di ga hi, ác thăng hí to bí dắt ga hi, bí hề tát tà nu vô ghi năng, bí hề tát tà nu vô ghi năng, bí hề tát tà nu vô ghi năng. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ Ayoge. Ayoge có nghĩa là không đáng, là không đáng luyện, không đáng luyện, hay là không đáng gắn bó. Ayoge, Ayoge có nghĩa là không đáng luyện, là không đáng gắn bó. Yun cha mát ta năng thì chúng ta phải tách ra, có nghĩa là yun chăng, yun chăng cộng với át ta năng, yun chăng cộng với át ta năng. Yun chăng nó xuất phát từ một cái động từ là yun, yun cha tí, có nghĩa là cố gắng. Vậy thì khi mà chia cái động từ này theo hiện tại phân từ, rồi chia theo chủ cách số ít, thành ra nó mới trở thành vun chăng. Vun chăng vậy thì có nghĩa là trong khi cố gắng, hay là trong khi gắn bó. Trong khi cố gắng hay là trong khi gắn bó. Attanang, Attanang, Attanang ở đây có nghĩa là tự mình. Tự mình. Vô gấp minh chát, vô gấp minh chát có nghĩa là vô gấp minh cộng với chát. Vô gấp minh cộng với chát, vô gấp minh có nghĩa là đáng, đáng tu luyện, đáng chuyên cần. Vô gấp minh, vô gấp minh nó cũng giống cái danh từ yoga hồi nãy, nhưng mà do nó được chia theo định sở cách số ít, thành ra nó trở thành yoga minh, yoga minh đáng tu luyện, đáng chuyên cần. Chá có nghĩa là và, đúng rồi. Á vô chá năng, á vô chá năng, á vô chá năng có nghĩa là không, không đáng, không đáng luyện, không đáng gắn bó, không đáng chuyên cần, không đáng luyện, không đáng gắn bó, không đáng chuyên cần. Đầu từ dòng thứ ba thì chúng ta có một cái danh từ ách thăng. Ách thăng xuất phát từ danh từ ách thá, do được chia theo đối cách số ít thành ra trở thành ách thăng. Ách thăng có nghĩa là mục đích hay là lợi ích, mục đích hay là lợi ích, mục đích hay là lợi ích. Hí to
Nam mô Bích Tha Giá, dạ con kinh thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu, và dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, rồi con kính nhân mít tính sư. Có nghĩa là từ bỏ. Sau khi từ bỏ. Dắt đây là ai được. Alo, alo, quý vị nghe chưa? Alo. Dạ, dạ, rồi, sa thú lần hai. Rồi, bí giác gà hi có nghĩa là theo hỷ ái. Theo hỷ ái. Nếu mà mình mà muốn dài dòng á, thì là theo đuổi những gì yêu thích. À, còn mà mình muốn gọn á, là theo hỷ ái thôi. Tại vì á, ở đây á, thì bí giá là cái những cái gì mà mình yêu mến, yêu thích. Ga hi á, là có nghĩa là nắm bắt hoặc là chạy theo. Vậy thì bí dắt ga hi có nghĩa là chạy theo những gì mình thích. À, còn nói gọn là theo hỷ ái là biết rồi. Theo hỷ ái là theo những gì mình thích rồi. Dạ. Yeah. Rồi kế tiếp thì chúng ta có cái ngay chỗ cái liên từ này chúng ta phải tách ra. Bí hê tách ta nú vô ghi năng có nghĩa là chúng ta tách ra là bí hê tí trước, bí hê tí cộng với át ta nú vô ghi năng. Bí hê tí có nghĩa là ganh tị. Bí hê tí có nghĩa là ganh tị. Atta nú vô ghi năng có nghĩa là bậc chuyên cần. Atta nú vô ghi năng có nghĩa là bậc chuyên cần. Chúng ta phải tách ra chỗ này chúng ta cái nghĩa nó dễ hơn. Ganh tị, bậc chuyên cần và sa thú. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được cái phần từ vựng. Cảm ơn Phật tử Ái Minh đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. A vô ghê yun chá mắt tà năng vô gác minh chá a vô chá năng mắt thằng hí to bí dắt gà hì bí hê tắt tà nu vô ghi năng có nghĩa là bậc tự chiên không đáng chiên. Không chiên, việc đáng chiên, bỏ đích, theo hỷ ái, ganh tị, bậc tự chiên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ đây thì một lần nữa, con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong Zoom. Và chúng con xin được thay mặt hội chúng ở trong Zoom xin thành kính đến Thượng Tọa Thầy Quyền, Từ Bi Quang Hỷ, Thiết Giảng. Duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Quốc Kinh số 209. Và nếu Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con thì xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ cho con biết tín hiệu. Và con không biết Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Thượng Tọa nghe được con thỉnh Thượng Tọa quan hỷ cho con biết một tín hiệu để con thỉnh Thượng Tọa. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Bây giờ con một lần nữa, con xin thay mặt đại chúng ở trong Zoom. Xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền, Từ Vi Quang Hỷ, Thiết Giảng Duyên Sự và Ý Nghĩa của câu kệ Pháp Kinh số 200 để chúng con xin thành kính cung thỉnh.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thôi đi chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lên đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh để Đức Phật tính, để được tịnh đạt cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm thành cho đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Devi Swakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ẩn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì gặp Phật quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua cái phẩm ái, đó chính là Biya Quốc Gá, phẩm hỷ ái, cầu phúc cú số 209. Đây là đầu của phẩm Biya Quốc Gá. Hãy nói đến cái chữ ái thì chúng ta biết là nó gồm bao gồm tất cả những câu pháp cú này, nó sẽ liên quan đến cái việc ái, đến cái việc mà vừa lòng khả ái, khả hỷ, khả lạc. Câu chuyện này Đức Phật kể lại tại kỳ viên tịnh xá, liên quan đến ba người đệ tử. Tại xá vệ thì có một gia đình nọ đó, gia đình này chỉ có một người con trai thôi. Thì người con là một niềm vui, người con đó là một hạnh phúc cho gia đình vợ chồng. Rồi một ngày kia, hai vợ chồng này cũng là người biết đạo. Một ngày kia họ mời một vài vị tỳ kheo về để cúng dường, để thọ trai. Sau khi ăn xong, sau khi tọa thực xong thì tại quả thứ người nói lên cái lời chúc phúc, cái lời hồi hướng. Trong kinh văn á, nó khác hơn là bình thường bây giờ. Nhưng bây giờ tức là thường thường là cúng xong rồi ăn, chứ sự thật ra dâng cho chư tăng xong rồi chư tăng tụng kinh chúc phúc, rồi chư tăng dùng xong rồi mới tụng kinh chúc phúc. Mà đây là bên các nước quốc giáo người ta làm y khô như đó, mình cãi đối riết rồi. Ngay cả thí dụ Nam Bắc Tông cũng vậy, là thường thường tức là làm cho nó gọn xong, để một cái là cái việc người ta muốn xong xuôi rồi, chứ thường thường coi như sau khi thọ thực xong thì bắt đầu người ta mới phát nguyện cúng dường. Ta phải phát nguyện, tức là hướng nguyện công đức này, thì chỉ có một câu kinh thôi: Ích chí tăng, ba thí tăng, tâm hăng khiếp ba mê và sự mê trình tố. Đức Phật đã nói, mong cái nguyện ước của ngươi hãy thành tựu. Thì cũng vậy, thì các vị này sau khi thọ thực xong thì mới đọc kinh chúc phúc, đọc kinh, chúng ta nói lên cái lời hồi hướng, cái lời chúc nguyện phước cho gia chủ đó. Thì cái người con trai thanh niên này nghe rất là thích, nghe những câu kệ chúc phúc đó, nghe nó réo gọi trong lòng. Thì cậu con trai này nghĩ rằng thôi giờ mình sẽ trở thành những vị sa môn, mình sẽ đi xuất gia, xin cha mẹ đi xuất gia. Thì kính thưa quý vị, nó là con một mà sinh xong mà chó đi được, cha mẹ không có chấp nhận. Thì đã nghĩ rằng được rồi, bây giờ nếu như mà cha mẹ đó không cho thì mình sẽ trốn đi. Thế rồi cha mẹ cũng biết tự nhiên con trai nó thích quá thì thế nào thì nó cũng sẽ trốn mà đi. Thì khi mà quá thì bảo vợ phải trông chừng con trai, giữ cho nó cẩn thận. Và khi mà bà đi đâu bà cũng bảo ông phải chừng cho cẩn thận. Thì một ngày nọ
sau khi mà cha rời khỏi nhà đi thì bà mới nghĩ rằng ta sẽ chăm sóc chu đáo cho con của ta. Thì bà ngồi bà canh ở ngoài cửa, và rồi khi canh ngoài cửa như vậy thì con đi ra là ta biết, không cho đi đâu hết. Thì mình chàng ta nghĩ bây giờ ta sẽ lừa mẹ ta. Và chàng nói: mẹ mày nhấc chân lên một chút thì con muốn đi ra ngoài có một chút thôi. Thì bà vừa bỏ chân ra coi như là không cản nữa đó, thì cho con trai đi ra ngoài một chút. Thì cậu ta đi, khi mà đi rồi cậu ta đi thẳng tới tỉnh xá luôn. Giờ mới sinh được xuất gia, và các tỳ kheo nhận lời và cho gia nhập vào tăng chúng. Thì người cha mới về nhà hỏi: con đâu rồi? Thì nó vừa mới đây mà nó sinh đi ra ngoài chút xíu. Thì cha tìm khắp mọi nơi không thấy. Thì ông cha định nghĩ rằng cha con ta đi đâu. Vậy thì ông ta đi tìm quá xung quanh mà không có, và cuối cùng ta nghĩ rằng chắc nó đi đến tỉnh xá. Thì ông ta đi đến tỉnh xá. Khi ông ta đi đến tỉnh xá đó, thấy con trai ông ta đã trở thành một vị xuất gia rồi. Ông ta buồn khổ. Ông ta mới nói rằng sao con mà nhẫn tâm đối với cha như vậy, đối với mẹ như vậy. Nhưng sau đó ông ta mới suy nghĩ: bây giờ nếu con ta đi tu thì ta cũng đi luôn. Thì thế là ông ta đi luôn, ông ta xin xuất gia luôn. Thì bà mẹ ở nhà bắt đầu sốt ruột, đã không thấy con mà đâu giờ chồng đi tìm cũng không thấy chồng luôn nữa. Rồi bà mới bỏ bà đi tìm. Thì rồi bà mới suy nghĩ, chắc là hai cha con đi vô tỉnh xá rồi. Thì bà mới nghĩ vậy, cái bà đi vô tỉnh xá, bà thấy hai cha con trở thành người xuất gia. Thì bà cũng buồn và nói thôi bà cũng xin tu luôn, bà xin bên đi giới để tu. Nhưng mà có một điều là cái đi giới nó cũng gần, rồi dù mặc dù ba người xuất gia nhưng điều mà trở thành tu sĩ như vậy, nhưng họ sống rất là gần kề với nhau, bởi vì cái tình xá bên đi thì nó cũng gần. Thì cả ba thường gặp nhau nói chuyện với nhau. Thì cái hành động đó, các vị này mới bạch lên Phật. Và Thế Tôn Phật mới gọi cả ba mà ngài mới hỏi: thì ta được nghe như vậy có phải không? Thì thưa vâng bạch Thế Tôn, chúng con là vậy đó. Chúng con vì không có thể cách xa được cho nên chúng con phải gặp nhau. Thì Đức Phật nói đây là cái thái độ này không thích hợp được. Lời Đức Phật ngài mới giải thích rằng chia lìa cái người thân hay bắt buộc phải gặp hoài người thân, hoặc phải chia lìa người thân hay bắt buộc gặp cái người mà không thân, cả hai đều đau khổ. Vì thế ta không nên nhặt là thân hay là không thân, mà đối với cái người hay là sự vật. Tức là dầu cho mình thương không thể xa, mình thích không thích cho mình phải gần, thì mình phải là người tu, phải vượt qua cái điều đó. Và Đức Phật ngài nói lên cái câu Pháp Cú: tức là tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Hay còn một câu khác nó dễ hơn, nghe nó nhẹ. Trước khi cái bản kia nó nghe nó, bỏ mình theo thế tục, người không tròn phận tu, bỏ đích theo lòng dục, ganh tị bậc chuyên tu. Và ba câu Pháp Cú này để đọc luôn cho vị nghe: chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, quán phải gặp cũng khổ đau. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác là khổ. Nhưng ai không yêu ghét, không thể có buộc ràng. Hay là chúng ta không thương người phải xa, ghét người phải gần. Bây giờ chúng ta lìa ái, lìa cái thương, cái khổ đó, thì chúng ta mới vượt qua được.
Kính thưa quý vị, cái câu phúc này dạy cho chính chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, sở dĩ mà ba người tức là vừa vợ chồng và người con, cái duyên nó dẫn đi xuất gia như vậy. Nhưng quý vị nhớ cái xưa, khi xưa đó thì tính như vậy được, nhưng ngày hôm nay không còn được. Sau đó một thời gian có một người, có người con người ta đi vào sinh, tôi cũng nhớ cái đó, cái lực Phật dạy đó, là khi mà người ta đi tới, người ta sinh tu á, cho tu, và người cha người mẹ tới mấy mấy sự kiện này mới ta tháng, mà thế là Phật ngài ra một cái luật Mata Pitu Hi, tức là ngươi đã được phép của cha của mẹ cho phép ngươi tu hay không, hay ít nhất cũng là người có quyền để cho ngươi đi tu hay không. Chứ không phải là ngày xưa mà vào chùa là muốn tu là tu, là vô, là có như các thầy tỳ kheo mới làm, mới truyền thụ đại giới cho một cách căn bản và tới thành trở thành người tu. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, sau đó khi mà gặp nhiều cái điều mà nó trái ngang, thì Đức Phật ngài thiết cấm cái luật giới này, và cái mà gọi là cái vị mà yết ma hay là kinh sư đó, vị kinh sư đó, vị luật sư đó mới hỏi ngươi có được cha hay là mẹ cho phép không, rồi hỏi nhiều điều ở trong đó, ngươi có bị quan thế không, ngươi có bị thiếu nợ không, ngươi có đầy đủ các căn không, ngươi đã đủ đầy đủ tuổi chưa, quy sati wa su si, ngươi đã đầy đủ 20 tuổi chưa, rồi coi như là ngươi có bị bệnh này bệnh kia không, hỏi một cách chuẩn xác như vậy, chứ không phải vô một cái đốc lên cái đau. Nó phải có cái luật. Kính thưa quý vị, cũng vậy, ngày hôm nay có một số người mà tự tự đắp tự tạo, đó là cái chuyện sai luật sai pháp. Và quý vị biết mỗi lần mà cho lên như vậy đó, nếu mà cho lên đại thọ Upasamada, tức là thọ giới tỳ kheo, nhiều lắm á là 3 vị, chứ còn thường là 2 vị. Vị yết ma dẫn đến đi trình tăng, dẫn ra biểu đi ra và dẫn vô hỏi 2 lần, và phải là chất túc cam ma quạt chắc, tức là tứ tắc bạch tuyên ngôn mới trở thành một vị tỳ kheo. Tuy là chúng ta thấy tự nhiên 3 người chạy vô như vậy sinh tu, chúng ta nghe cái chuyện nó sao mà nó hơi phiêu bồng và nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng quá, có phải như vậy không quý vị? Thì đó nó theo cái thở xa xưa, chứ còn ngay thời giờ này thì nó không phải là vậy nữa. Thì kính thưa quý vị, nó phải có được một cái sự căn bản cho phép đàng hoàng. Nghe cả quý vị biết một điều luôn, đây là cái sự thật. Thí dụ người mà bị khuyết tật thì có thể tu say di, nhưng có thể lên tỳ kheo được. Nếu có một số người họ bị như thế này, bị như thế kia, rồi họ tu lên, rồi họ, hay có một số vị mà tu mà ta không có chấp trì theo cái pháp và lực á, có một số vị ngày hôm nay bị nhiều cái, nhiều khi nó cũng buồn đau lắm quý vị, chỉ sinh xuất gia gieo duyên xong rồi cái gieo luôn, cái duyên luôn. Mà chúng ta gieo duyên, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chúng ta phải hoàn tục lại, chúng ta phải thọ giới lại, tức là chúng ta chỉ thời gian như vậy mà nương núp náo qua cái đó thì thôi, cái chuyện đó, cái chuyện nó tế nhị của mọi cá thể, đường sinh tử hồn ai nấy giữ, ông tu đắc và tu bà đắc. Cho nên vì vậy nói ra nhiều nó đau lòng, nhưng phải nói rằng để nó có một cái lý tu, nó có phép tu và đi vào. Thì kính thưa quý vị, không thể nào mà mang một cái hình thái của cuộc sống bên ngoài mà đặt vào. Cho nên những người tu này là cha là mẹ là vợ là chồng, đi vào bên trong, ở trong 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 hội chúng lúc đó đó, thì người ta sinh hoạt như là ở nhà như vậy, làm cái điều đó thì Đức Phật ngài mới khiển trách cái việc đáng làm. Tự chuyên ở đây, tự chuyên có nghĩa tự mà cứ như đã rời bỏ cái đời sống thế tục mà sống như cái đời sống thế tục. Cái việc nên tu tập, nên thực hành theo cái pháp, chẳng hạn như là biết thu thúc, biết buông bỏ, biết
chuyên tu, biết cố gắng tu thì không. Mà rốt cuộc rồi bỏ cái hình thức của thế tục, nhưng vẫn cái lòng chạy theo cái hỷ ái, tức là cái sự thương, cái sự yêu của cuộc sống bên ngoài, thì Đức Phật này cũng không có chấp nhận nữa. Họ nghĩ rằng họ là con, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là hình thái như vậy, cho nên họ không có thể đem vào, không được. Quý vị biết á, là thí dụ như bây giờ khi mà tu lên các sư gặp cha mẹ, không phải là cha là mẹ mình, mà là kêu mẫu thân hay là phụ thân, chứ không thôi nữa là cha. Bởi vì ai là cha của thầy, của sư, là Phật, và là các vị bổn sư yết ma giáo thọ của mình, mới là những người thầy, mới là những người cha. Còn với cha mẹ này là cha mẹ của thế tục, nó có một hình thái phân biệt rõ ràng, chứ không phải mà nói con là con, nói cha là cha, nói mẹ là mẹ. Như vậy thì nó không có rõ ràng, và nó không có bài bản. Cho nên chính là cái điều này nó gây ra một cái điều cho các thầy tỳ kheo, một cái điều mà không có vừa lòng. Nói đến đây chúng ta mới thấy rằng chính vì cái hình thái tu đó, được người ta núp bóng, người ta dựa như ngày xưa vậy đó. Ngày xưa vô coi như là ăn thua mình có tâm tu thôi, cho nên bỏ qua hết tất cả. Giờ giáo lý Phật là giáo lý từ bi, cho nên sao cũng được hết. Sự thật ra mà nói thì nó phải như vậy. Cũng như hồi xưa đọc có câu kinh, người ta tu, giờ cần thiết gì mà phải học nhiều kinh, nói gì cũng có được. Thí dụ như ngày hôm nay khi thiết lễ lên, mình là một vị sư mà không đọc kinh được, không đọc kinh chúc phúc cho người ta được, không đọc kinh an lành cho người ta được, không đọc kinh băng scula cho người ta được, thì đánh cắp ăn cơm của ba gia ba tánh. Người ta muốn mình đọc một câu kinh, đọc một tiếng kệ đến cho quyến thuộc của chính họ, đến cho người thân của chính họ, mà chúng ta đọc cũng không xong nữa là sao vậy? Đừng có nói là tuổi già tuổi lớn gì trên. Quý vị biết chúng tôi có những vị mà lớn tuổi xuất gia, chúng tôi bắt trả bài như là chú tiểu vậy. Chúng tôi đã làm cái việc đó, kính thưa quý vị. Quý sư không biết như thế ngoài thế nào, cha chủ như thế nào, nhưng bây giờ là phải học câu kinh này. Dạ. Xưa thì nghĩ rằng nếu mà không đọc ấy, thì các vị không, người ta không đọc được, tội nghiệp nó mắc cỡ. Nhưng bây giờ nếu như không đọc, người ta không học, bây giờ cứ đọc hoài, để chi? Nó còn chút gì để nhớ, để thương, chứ còn không lo cái gì. Cứ vì tuổi già của mình, học rồi quên tới quên lui, đừng có đổ thừa hoàn cảnh lý do. À, cứ học đi. Mỗi lần mà dạy kinh hay dạy luật, chúng tôi dạy rất là rõ ràng như vậy, có nương tay không thuộc cố gắng nha, chỉnh đốn thẳng không thuộc. Cho tới bây giờ luôn quý vị, hiểu. Cái bài nào không thuộc là tôi nói thẳng với quý sư đó, không được, phải thuộc. Tại vì nó cũng có bao, không có phải nhiều đâu, mà không thuộc sao được. Thì chính những cái đó nó xong mình mới khuyên nhủ, để còn những cái kinh, để còn những cái lý pháp, còn những cái lý tu mà chia sẻ. Chứ còn bây giờ nếu như không mà bỏ là coi như là rồi xong luôn. Cái điều này nhiều khi chúng ta nói là cho mình già quá, thì dĩ nhiên rằng cái sức học của cái tuổi trẻ và sức học của cái tuổi già nó khác nhau. Ai mà bắt coi như học coi như là một liền tù tì đâu. Thì nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay mưa dầm thấm đất à.
chúng tôi cũng được phải nói cũng may mắn rồi, nhỏ mình học kinh nhiều lắm, sau này lên học kinh Bali nó thuộc nhiều hơn tiếng Việt nữa. Sau đó chúng tôi học tiếng Việt phải thuộc thật là nhiều, nhưng dĩ nhiên mình nói mình học thuộc kinh nhiều nó không bằng cái lý tu, nó không bằng cái chuyện tu. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta hay bị lầm lẫn chỗ này. Có kể mình nhiêu tu mà nhiêu lậm lặt được nhiêu có chuyện đó. Nếu như quý vị đầu tiên quý vị cố gắng, quý vị học được tiếng Bali á, thì mới đọc được, chúng ta mới tự tin được. Chứ bây giờ mà đọc nhiều khi mà không học rồi mà kiểu như lớt lớt, mà kiểu như mà học như là nửa thiếu nửa đủ, coi như năm trên năm dưới đó, đọc cái tiếng Bali nghe muốn tẩu quả luôn. Có như vị MC mà cầm máy mà đọc á, sự thật ra chúng tôi khuyến khích cho những chư Phật tử lên để kệ kinh rất là hay. Thì dĩ nhiên với giờ thầy cái giờ thở lần lần nó quen rồi chúng ta mới biết, chứ nếu không học xong mà biết nha, rồi nó quen thì chúng ta cảm thấy nó vui. Nhưng là cố gắng học đọc cho nó đúng, đúng một cách căn bản là được rồi. Kính thưa quý vị, cái tiếng Bali nó có một cái điều rất là đặc biệt ha, chúng ta nhớ nha. Tại sao không đơn giản mà tại Đức Phật này không lấy cái ngôn ngữ nào mà để thuyết giáo chánh pháp, mà chỉ có ngôn ngữ Bali này. Đó là tiếng của trời mà, tiếng của Phạm Thiên mà. Trên khi chúng ta đọc được những cái tiếng Bali á, trời cứ như chư thiên người ta nghe được, chứ vì Phạm Thiên chư thiên người ta có thể nghe được. Còn thí dụ mà đọc tiếng Việt thì chỉ có người Việt nghe, đọc tiếng Anh thì chỉ có người biết tiếng Anh nghe, người biết tiếng Việt nghe. Mà tiếng Bali nó lại là hàm chứa kinh văn nghĩa lý, và một người muốn chứng đắc người đó phải có một kinh văn Bali. Cho nên không phải tự nhiên mà chàng trai này mới tự nhiên nghe chư tăng các thầy tỳ kheo đọc cái kinh chúc phúc, đọc kinh hồi hướng mà cảm thấy nghe rất là hoan hỷ. Có những cái giọng đọc coi như là âm giai tiết điệu của Tứ Tất Bạch Tuyên Ngôn. Chúng tôi còn nhớ hồi xưa đó, khi mà Hội Giới Tỳ Kheo chúng tôi có làm một cái bài cảm, cũng như cái bài cảm nghĩa gì đó, như ngàn xưa Phật về, thở Phật hiện sinh, ba cõi rền vang trống pháp. Những âm giai tiết điệu của Tứ Tất Bạch Tuyên Ngôn làm cho lòng người đệ tử như réo như gọi, những bước chân đi vào an lạc giải thoát. Dạ quý vị biết, thường thường á, lễ Yến Y Katina đó, nó một trong những yếu tố đó là nhị vị Tuyên Ngôn Sư sẽ làm cho cái lễ đó nó cảm thấy rằng âm giai tiết điệu động lại lòng người bằng một khúc tuyên ngôn.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô em mình. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì kính thưa quý vị, cái đời sống của cái người xuất gia và đời sống của người tại gia nó rất là khác nhau, cho nên không thể trộn lộn sinh hoạt được. Đây là cái giá trị sự thật. Nãy chúng tôi đang nói tới một cái vấn đề mà cái âm giai tiết điệu sở dĩ mà tại sao mà thanh niên này nghe nó cũng đúng. Nhưng sự thật ra nếu như vị mà học hiểu kinh văn tức là cái phản ngữ Pali đó, Vyanjanasara, tức là nguyên âm và phụ âm, và biết cái điểm nhấn đó, cái điểm nhấn chỗ nào và cái điểm bỏ chỗ nào. Sự thật quý vị kệ thì không có nói, kệ mang tính cho chung, mà chính quý vị kệ được rồi, quý vị nghe quý vị cũng vui nữa. Thì cái kệ đó, cái nhấn, thí dụ vì tôi nói thí dụ Nam mô đọc, quý vị đọc như thế này, người ta đọc lại nhưng nó vẫn khác nè. Thí dụ chúng tôi đọc sẵn đây, chúng tôi đọc bài Nam mô cho quý vị nghe thử nè, và đọc một cái đoạn tiếng ngôn cho quý vị nghe để cho quý vị coi như là quan hỷ thôi. Nhưng điều cái đó cũng là cái duyên của tùy người, nhiều người đọc coi như là một dòng suối mát ở trong lòng, cái âm giai tiết điệu mà cái ngữ điệu ngắt phải ngắt chỗ nào, và phải xuống giọng là sao, phải chuyển âm như thế nào. Nhưng dĩ nhiên quý vị kể một cách gieo duyên, kể một cách tức là quan hỷ, mô Phật chắp tay là tốt rồi. À, Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Có gì nghe khác liền của Diệu đó. Nếu mà cái đó là chúng tôi đang nhấn một cách đầy đủ đó ha. Sunam tu me phần tê sang cô y đăng sang ca sa ca thi na chi wa răng hợp bản năng. Chúng tôi chỉ đọc một cái đoạn nhỏ như vậy, chứ sự thật là nếu đọc dài thì cái thưa quý vị, đó chính là một điều nghe chúng ta những âm giai tiết điệu rất là rõ ràng. Mà cái tiếng Bali là một sáng ngời chỗ này nè quý vị. Dạ đúng, nhớ một mùa khác thế nào. Thì kính thưa quý vị, khi mà âm giai tiết điệu không lạ gì, mà chú bé này nếu như mà đúng đó là một thanh niên đó đó, mà con của hai vợ chồng này nghe các vị tỳ kheo đọc một kinh chúc phúc thôi, và cái điều này nó cũng coi như là nó cũng do một cái phước duyên thôi, là tự nhiên nghe nhiều thầy nhiều sư đọc kinh rất là hay. Còn có nhiều người đọc muốn tẩu quả luôn. Nhưng điều mà bởi vì chúng ta vì cái kinh pháp chúng ta không nói, nhưng cái thưa quý vị, nó là một cái gì, nhĩ thức thọ xả quả thiện hay quả bất thiện. Dạ có vậy chứ. Mà cái phước duyên của cái âm thanh nó cũng là cái phước duyên đó quý vị. Cái âm thanh nó cũng là cái phước duyên, mà trừ cái phước duyên nó sẽ đông đặc, từ phước duyên nó sẽ đẩy, nó sẽ đưa chúng ta được cái phước lành. Dạ. Yeah. Được tốt đẹp. Thì cũng vậy đó quý vị. Cái đời sống của thế tục, chúng tôi trở lại, cái đời sống của thế tục với cái đời sống của xuất gia nó rất là khác. Một đường thế tục, một đường thoát ly, nó đi khác. Mà nếu như mà chạy theo cái đường thế tục thì không nói. Nếu mà chúng ta đi ngược dòng, bởi vì phải bơi ngược cái dòng, xuôi theo dòng ấy thì không nói. Mà nếu bơi ngược dòng ấy, đó mới là một chuyện rất là khó và rất là mệt. Và tất cả chúng ta ở đây, cái sự tu tập của chính mình là một, là cái gì? Là một cái chuyện chúng ta phải bơi ngược dòng ấy. Mà coi như vợ chồng và con này đi vào ngay như vậy, bị Đức Phật ngày quở trách cũng không là một chuyện lạ. Nó phải quở trách và phải nói như vậy. Cái việc đáng làm không làm, việc đáng làm
lại không làm, vì không đáng làm lại làm. Cái việc là người thế tục mà chúng ta đã xuất gia thì chúng ta không làm việc của người thế tục nữa, không sinh hoạt như người thế tục mà đi sinh hoạt như thế tục, đó là chuyện không đáng làm. Chuyện đáng làm là chúng ta cần phải sống theo một đời sống của người xuất gia. Và ở đó nếu như chúng ta không làm như vậy thì chúng ta nhìn, chúng ta ngó, chúng ta ganh tị, chúng ta ganh ghét cái người khác, cũng như người tu. Người mà có cái tâm tu thì thấy người khác tu rất là quý, nhưng người mà không có tâm tu nhiều thấy người khác tu lại ganh ghét, vì họ thiếu phước, họ thiếu cái duyên tu. Dạ, họ thiếu phước, họ thiếu cái duyên tu, nó như thế đó. Dạ, kính thưa quý vị, đây là một lý mà tất cả chúng ta nhớ, chúng ta cần nắm bắt những cái gì trong cuộc tu tập này. Đó chính là chúng ta cần nhớ phải là hiểu biết đúng về lời dạy của Phật, có một tri kiến đúng về lời dạy của Phật, một sự vững chắc, một cái sự tường tận, đó gọi là một chánh tri kiến mà chúng ta cần mang theo, chúng ta cần phải góp nhặt đó. Thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở phương diện nào, chúng ta sẽ mãi cũng là người đi trên con đường chánh đạo, tu theo Phật, ăn theo Phật, mặc theo Phật, tu như Phật và thực hành theo lời dạy của Phật. Và muốn như thế thì từ đây chúng ta phải dựa trên cái tinh thần đúng đắn, biết buông biết bỏ chứ không phải là biết chạy theo. Đừng có nghĩ rằng chúng ta tu rồi thôi, nhập thế một chút xíu chúng ta là người tu khác hơn. Parapatipata mechivika, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. Wevanajabhichubakato, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. Parapatipata mechivika, sự nuôi mạng của tợ cái khác. Anyomekapokarnio, ta làm sao để người cúng dường hay là người cho đến ta một cách tốt đẹp. Thì ở đây kính thưa quý vị, nó khác hết. Dạ, thì đây chính là chúng tôi có điều xin trình bày qua cái bài Pháp Cú Kinh số 209 ngày hôm nay, Pháp Phẩm Bí Giáo Quắc Giá Phẩm Dĩ Ái Lạc. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại không ạ? Dạ, cảm ơn. Kính tri ân đến quý vị đã lắng tâm thính pháp. Dạ, kính chúng tôi xin kết thúc thời giảng thuyết nha đây. Trước khi dứt lời, kính chân và phước lời đến tất cả đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh ký linh, tất cả chúng sinh ở tại Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và kính nhân phần phúc này đến sự trưởng cùng với sư huynh. Mong cho sư trưởng và sư huynh được an lành và tiếp tục tu tập ở cảnh giới của mình. Và xin dâng đến toàn thể chư tăng và gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Chắc giờ xin cảm ơn có chiếc máy à. Alo, xin cảm ơn có chiếc máy không? Nếu xin cảm ơn có chiếc máy xin cho tín hiệu. Alo, dạ xin cảm ơn có chiếc máy. Dạ tha thu sa thu lần thay, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thần tọa tề quyền đất tử bi hoan hỷ thuyết giảng ý nghĩa duyên sự bài kinh pháp cú số 209 đến tha Phật tử chúng con được học hiểu hành và theo, được sự lợi ích, sự an vui. Chúng con thì thành kính tri ân đại đức tọa tề quyền. Dạ, chúng con xin là nếu mà thượng tọa tề quyền chưa rời khỏi đạo tràng, chúng con xin là cung thỉnh thượng tọa tề bi hoan hỷ chúc phúc cho room. Dạ, con kính là cung thỉnh thượng tọa tề quyền ạ.
Huwantu sapa mangalang rakan tu sapa dewata sapa buddha nuvawe na sapa tama nuvawe na sapa sangka nuvawe na sada suti pawantu ting setia janagata setama tu idang falang eta semendra tanata ya semeng sambasa dan naji tak su. Dạ, sa thu lành thay là một lần nữa chúng con sẽ được thành kính tri ân thượng tọa. Từ quyền đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho luôn. Phát thanh xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báo sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thà Dạ. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wa tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le thế ra cha ma cha na va ca cha phi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ca ma cha i sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha n da sam pa wa sang se da cha ta atha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma va rang pa ti cha te sa be api du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu kha la sang kho ho tu sa ma kho va atha ya cha hi ta ya cha Am he arakatu sattham bo sa pepi dhammacharino putting sampa punayama dhamma ariya pavetite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh quả, thánh đạo, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngu ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sáng-kha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp, trong room pháp cú kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại room để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ, hào mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Kha Ya. Kính chào tạm biệt bà con, xin được đóng room.